ui à. Nặng quá, nặng quá. Ok, mình chào các bạn nha. Bây giờ thì đầu xuân năm mới mình chúc tất cả các bạn có là vui vẻ các bạn nha. Hạnh phúc và thành đạt, thành công trong mọi việc cũng như học tập các bạn nha. Đây này, cái con diều Tết rồi các bạn nha. Con diều Tết 2 mét các bạn ạ. Ở đây cả đũa rau vàng nhá. Hôm nay thì ba bố con mình cùng triển khai chơi các bạn nhá. Bên kia có đám ma nên là có một cái âm thanh khá là nhộn nhịp. Rồi bây giờ thì mình sẽ triển khai con cờ đũa sao vàng trước các bạn nhá. Hưng với Khánh cầm dây nhá. Có sợ không? Rồi, bây giờ mình đi đâm các bạn nhé. Còn Bảo Khánh với lại Gia Hưng sẽ cầm dây các bạn nhé. Rồi, bây giờ mình chuẩn bị đâm các bạn nhé. Ui à. Đây là khá đẹp các bạn nhé. Rồi, trong xanh khá đẹp. Nặng quá, nặng quá. Ôi, bắn tuyệt bộ, bắn tuyệt bộ, bắn hết, rút hết. Bắn hết dây. Chơi mạnh luôn các bạn nhá. Chà, có nặng không Hương? Lúc mà đâm lên thì lại nặng. Nhưng mà lúc một tí á. Ui, lôi đi. Ê. Bập hết dây luôn. Bên kia cũng có một em đang lên các bạn nhé. Đừng có đến rơi được. Trên đây các bạn này. Okay. Trong mây luôn này. Đó, bé thì đi các bạn. Ai cho. Kiểu càng đẹp. Cảm giác con kêu luôn đi. Phụt hết dài luôn. 500 mét các bạn nhé. Nhưng mà con cái trải nghiệm của con. Bắn hết phèo luôn nhá. Không, vèo luôn. Không bao giờ quên được. Đá nhỏ nhút. Rồi buông dây nhá. Ui. Ua. Ôi sắm nặng rồi, cầm chắc đi. Như này thì cơ bắp phải to rồi, đúng không? Tiếp tục bay em thứ hai các bạn nhá. Con thứ hai này thì là Gia Hưng cầm dây một mình các bạn nhé. Khánh đâm. Không biết có Khánh Hưng có cầm nổi. Vứt luôn vào tay. Tay Hưng nhỏ bé quá nên không đeo được vào tay to các bạn nhé. Lung cùng ba lòng nhăn. Rồi. Cầm chắc đi. Chạy đi. Hơi lánh xíu nên là Khánh đang chỉnh lại các bạn nhé. Đây, em thứ hai là mình đang sẵn ở đây các bạn nhé. Bây giờ các bạn này.
cá này. Về vậy hả? Về đi. Bố con ta về hứng nha, tí ra thăm cháu nha. Các bạn đang xoay quá. Mình kết thúc video ở đây các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chào chương trình xin một like và đăng ký kênh các bạn nha. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye các bạn nha.